Mình có một cái châm ngôn đó là sống lâu chết nhanh, ít của để dành. Đây là một cái câu mà mình rất là thích. Tuổi thọ nó sẽ đi cùng với con người của mình. Ví dụ mình tuổi thọ của mình 100 năm, nhưng mà các bạn xài hao quá thì các bạn chỉ có thể khỏe mạnh đến năm 50 tuổi, 60 tuổi thôi. Còn nếu mà bạn biết xài, các bạn biết tu dưỡng nó rồi thì các bạn biết bảo trì nó, các bạn biết chăm sóc quan tâm nó thì nó sẽ khỏe mạnh đến lúc bạn 100 tuổi. Nếu mà muốn có một cái sức khỏe thì cái gì cần phải quan tâm và tập trung nhất thì mình sẽ trả lời đó là cái hệ tiêu hóa. Tại vì cơ thể của mình được xây nên như thế này, lớn mạnh như thế này, khỏe mạnh như thế này thì một phần lớn là do thức ăn. Mà thức ăn thì sẽ phải nhờ hệ thống tiêu hóa của mình để chuyển hóa dinh dưỡng năng lượng đi nuôi tế bào. Cho nên là cái hệ tiêu hóa là một cái vô cùng quan trọng. Khi mà chúng ta bị đau bụng hoặc là cái đại tràng, dạ dày hay là đường ruột, hệ thống tiêu hóa của chúng ta nó kêu đau á, tức là nó đang phản ánh rằng là bạn đang ăn sai, hoặc là ăn sai khung giờ, hoặc là món ăn mà bạn đưa vào cơ thể nó không phù hợp với cái cơ thể này, hoặc là cái chỗ đấy, cái vị trí đấy nó đang bị tổn thương, nó đang bị đau và nó báo hiệu bằng cái tín hiệu là nó đau, thì các bạn lại đánh vào một cái liều thuốc giảm đau, thì tức là các bạn phủ nhận cái sự kêu cứu của nó và các bạn làm lơ điều đấy. Thì lâu dần, ví dụ như là cái đường ruột của mình là một cái công cụ đắc lực và là một cái bộ phận cực kỳ quan trọng trong cơ thể để có thể chuyển hóa dinh dưỡng từ thức ăn mà bạn đưa vào. Nó có thể nghiền nát thức ăn, sau đó nó hấp thu dinh dưỡng, nó chuyển đến từng tế bào, từng ngõ ngách để nuôi sống cái cơ thể của bạn. Nhưng mà khi mà bạn không quan tâm đến nó, hoặc là bạn đánh cho nó một liều thuốc giảm đau khi bạn thấy đau, thì tức là bạn đang không có tôn trọng nó, bạn không có trân trọng nó, và chắc chắn cái hệ quả mà mình nhận lại đó là hệ thống tiêu hóa của mình nó sẽ càng ngày càng suy yếu. Và hệ thống tiêu hóa nó giống như là một cái gốc rễ của một cái cây. Khi mà cái gốc rễ của mình nó hút nước, đúng không? Cái cây thì nó sẽ nhờ cái bộ rễ để hút nước lên nuôi từng cái lá, từng cái quả, từng cái hạt. Nhưng mà cái đường ruột của chúng ta, hệ thống tiêu hóa của ta cũng giống như là cái rễ của một cái cây. Chúng ta không quan tâm nó, chúng ta để cho nó bị đau, cũng giống như là cái rễ cây nó đang bị ẩm, bị mốc và nó bị nấm, thì lúc này nó không còn khả năng hút nước tốt nữa, thì cái cây các bạn sẽ quan sát là nó còi cọc rồi sau đó nó sẽ bị úa vàng, nó rụng lá, và cơ thể của mình cũng vậy, nó sẽ biểu hiện ra việc là vàng da, hoặc là cái làn da của mình không có được đẹp, hoặc là mình hay bị ốm vặt với các thứ, thì nó cũng đến từ cái hệ tiêu hóa. Cho nên đối với mình á, mình cực kỳ quan tâm cái hệ thống tiêu hóa của mình luôn. Buổi sáng là một cái buổi mà các bạn dành để trả ơn cho hệ thống tiêu hóa của mình. Thì tóm tắt lại một chút xíu, có rất là nhiều chị mới biết mình không biết rằng là mình đang buổi sáng thì mình thường thực hiện những cái thủ tục nào. Thì mình xin chia sẻ như này, buổi sáng cứ đúng khoảng 5 giờ sáng là mình sẽ dậy. Sau đó là mình bắt đầu là chuẩn bị kế hoạch cho ngày nè, rồi thì hít thở không khí trong lành, rồi 5 giờ rưỡi là mình sẽ đi tập thể dục. Một tuần là mình đi tập thể dục 7 ngày luôn, không sót ngày nào hết trơn. Sẽ được off một ngày, bản thân của mình cho phép mình off tập thể dục một ngày, nhưng mà mình không bao giờ off, tại vì mình thấy rằng là mình là nói đúng hơn là mình là một động vật bậc cao, mà động vật tức là phải vận động, chỉ có thực vật là nó mới đứng im thôi. Cho nên là đã là con người thì chúng ta cần phải vận động, tập thể dục mỗi ngày. Thì một tuần là mình tập thể dục 7 ngày. Thì mình tập thể dục trong vòng 1 tiếng vào buổi sáng, buổi chiều nếu mà có thời gian thì mình sẽ tập thêm 1 tiếng hoặc là 30 phút nữa, hoặc là chạy bộ gì đấy để cho sức khỏe của mình nó tốt hơn. Khi mà đi tập thể dục về thì mình sẽ lo đồ ăn uống cho cả gia đình của mình. Và đặc biệt buổi sáng là mình rất quan tâm đến chế độ dinh dưỡng. Và buổi sáng thì mình thiên về thực vật hơn là động vật. Có thể rằng là cái tư duy ăn uống của mình nó khác so với mọi người. Thật sự là nó rất khác so với mọi người, đặc biệt là người Việt Nam của chúng ta. Không phải là mình là một người đặc biệt, mà mình là một người áp dụng chuẩn khoa học nên là mình mới khác. Cho nên là mọi người vẫn kiểu giống như là buổi sáng dậy ăn đi, ăn phở, ăn cháo, ăn bún miến gì đấy. Còn đối với bản thân của mình rất là hạnh phúc khi đã rèn luyện cho cả một đại gia đình của mình. Đại gia đình tức là cả gia đình của chồng, gia đình của mình và gia đình bố mẹ ruột của mình nữa, là cứ một buổi sáng là chúng ta thiên ăn về thực vật, là mình sẽ ăn một cái khoai lang sáng nào cũng như sáng nào, ngày nào cũng phải xay khoai cho muốn uống này,
Rồi thì vợ chồng của mình và những đứa em của mình hoặc là bố mẹ của mình cũng đã hình thành một thói quen là sáng nào cũng ăn khoai lang. Ăn khoai lang rất tốt. Ăn khoai lang rất 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 tốt luôn mọi người ạ. Khoai lang tỷ lệ ức chế tế bào ung thư lên đến 98,78%. Tức là không có bất cứ một cái sản phẩm, không bất cứ một cái loại thực phẩm nào nó ức chế tế bào ung thư tốt bằng cái khoai lang. Tế bào ung thư không ăn được khoai lang cho nên nó sẽ đẩy lùi tế bào ung thư trong cơ thể của mình. Và giúp trong khoai lang thì nó có tinh bột sống này, nó có protein cao này, và hàm lượng dinh dưỡng của khoai lang rất là tốt, và đường của nó không có hại cơ thể của mình. Thậm chí là người tiểu đường ăn khoai lang cũng rất là tốt nhé. Nên là nó sẽ phục hồi hệ thống tiêu hóa của mình. Tức là mình luôn ưu tiên lúc nào cái dạ dày của mình, đường ruột của mình nó đói nhất là vào sáng sớm, tức là nó đang sạch nhất, trống rỗng nhất, mình sẽ đưa một củ khoai lang nhai thật là nát, khoai lang luộc nhé. Thì lúc này nó sẽ phục hồi hệ thống tiêu hóa và tẩy uế đi cái hệ thống tiêu hóa của mình, là mình tráng bằng một củ khoai lang. Rồi sau đó mình uống một ly sữa hạt. Sữa hạt thì tác dụng của nó cũng ngang ngửa với khoai lang, và nó làm cho mình no và thuần thực vật. Sữa hạt cũng mình uống duy trì từ rất lâu rồi, mình không nhớ là bao lâu rồi. Chế độ dinh dưỡng như này mình duy trì khoảng 5 năm nay rồi các bạn. Và sữa hạt thì mình uống để no này. Thứ hai á, sữa hạt nó sẽ bù đắp cho những cái gì mà khoai lang còn thiếu. Và nếu như ai đó hỏi mình rằng là ăn như thế này có thiếu chất không, mình đảm bảo dựa trên khoa học mình nói không bao giờ thiếu chất. Bởi vì mình ăn khoai lang, mình uống sữa hạt là đã đủ chất rồi. Sau đó mình còn uống thêm dinh dưỡng là viên thải độc tế bào và một viên omega 3 nữa, là mình dư chất luôn, là mình đủ chất luôn, nhưng mình không sợ bị thiếu chất nhá. Đó, đó là cái chế độ dinh dưỡng buổi sáng của mình. Thì mình cảm thấy là mình duy trì trong một khoảng thời gian rất dài. Và mình cảm nhận được nhá, cái thần sắc của mình nè, rồi thì cái làn da của mình nè, cái sức khỏe của mình, và cái độ lão hóa của mình nó chậm hơn so với lúc mà trước 25 tuổi, các bạn có tin không? Tất nhiên là nó phải rất là nhiều yếu tố, cả về tinh thần, dinh dưỡng, chế độ ăn uống, các thứ vào trong đấy nữa. Nhưng mà mình cảm thấy rằng là thật sự là mình cảm thấy rất là lời. Và khi mà mình ăn uống như thế này nhá, mình cảm thấy sức khỏe của mình nó được tốt, và mình yêu cái đường ruột của mình vô cùng luôn các bạn. Yêu đường ruột của mình vô cùng, tại mình biết ơn mỗi ngày mà. Mà hễ mà mình ăn cái gì mà ăn sai một cái, mình cảm thấy là mình hơi có lỗi. Và nó theo một cái chiều hướng là tự nguyện. Mình có sức khỏe, mình làm được nhiều việc, mình giúp ích cho đời, tự nhiên mình biết ơn nó, và mình những cái thói quen xấu nó không còn tồn tại nữa. Các bạn không cần phải đau khổ để bỏ đi một thói quen xấu. Mà các bạn muốn hình thành một thói quen tốt, là các bạn cứ chen những cái thói quen tốt vào, thì tự động những cái thói quen xấu nó sẽ đi, nó không còn ở trong người bạn nữa. Tại vì con người của chúng ta rất là hay, cái gì lời là làm. Tự nhiên thấy mình khỏe là lời đúng không? Thì mình làm, mình áp dụng mỗi ngày. Thì đó, buổi sáng là mình luôn luôn uống sữa hạt và ăn một củ khoai lang. Nó sẽ giúp cho trí não của mình rất là thông suốt, đảm bảo với các bạn phòng chống bệnh tim mạch. Và đặc biệt khoai lang thì quá tốt cho đường ruột rồi. Mình sẽ khuyến khích và truyền cảm hứng cho tất cả mọi người một ngày cho gia đình của mình ăn một bữa gạo lứt, hoặc là buổi sáng hoặc là buổi tối. Buổi trưa không ăn nha, buổi trưa ăn nó sẽ tác dụng không cao. Buổi sáng các bạn ăn một củ khoai lang, uống một ly sữa hạt, rồi sau đó các bạn ăn một chén gạo lứt. Gạo lứt này các bạn có thể đem lên trên cơ quan, hoặc là các bạn đi làm, các bạn vừa làm các bạn vừa ăn cũng được. Tại vì ăn gạo lứt là phải ăn chậm, nhai kỹ, nhai nát thành nước thì nó mới hiệu quả. Còn ăn nhanh giống như cơm thì nó cũng không hiệu quả lắm đâu. Vì gạo trắng là nó có hàm lượng tinh bột cực cao, và nó sẽ dễ gây những cái trường hợp đó là dư lượng đường trong cơ thể của mình. Tại vì gạo trắng rất ngọt, có cái hàm lượng đường rất cao trong gạo trắng. Cái thứ hai là cái tinh bột của nó hàm lượng quá cao, vượt quá cái hàm lượng tinh bột cơ thể cần. Nên là ăn gạo trắng nhiều thì sẽ không tốt bằng ăn gạo lứt nhiều. Trong khi gạo lứt là cái hàm lượng tinh bột rất tốt, thấp và rất tốt. Và cái hàm lượng đường trong gạo lứt hầu như là cực kỳ thấp, nên là các bạn ăn vào nó rất là khỏe mạnh. Tức là bạn ăn gạo lứt, cho dù bạn ăn 1 tháng, 2 tháng hoặc là 1 năm đi chăng nữa, bạn cũng không sợ bị thiếu chất. Tại vì trong gạo lứt có hàm lượng dinh dưỡng cực kỳ cao, và dinh dưỡng của nó toàn là dinh dưỡng tốt cho cơ thể và không gây béo phì, giảm cân rất là tốt, nhưng mà làm cho cơ thể của mình không bị gầy gò ốm yếu nha, da lại đẹp nữa. Cái thứ hai đó là
cái màng cám của cái gạo lứt này nó còn giữ nguyên. Và cái màng cám của nó là một cái hàm lượng chất xơ cao nhất trong tất cả các thực phẩm. Cái hàm lượng chất xơ này nó sẽ quét sạch cái đường ruột của chúng ta, làm tất cả những cái cặn bẩn, những cái bã dư thừa, những cái chất thối rữa và thậm chí là những cái vết mủ, vết loét, viêm nhiễm, nấm ở trong cái đường ruột và hệ thống tiêu hóa của ta nó cũng sẽ quét sạch ra, là nhờ cái màng cám còn phủ ở trên lớp gạo này là tinh bột còn sống và chất xơ còn sống, thì nó sẽ làm sạch cái đường ruột. Và cái điều tuyệt vời nhất của cái chất xơ trong cái gạo lứt đó là sau khi nó làm sạch đường ruột, cái chất xơ này nó còn thẩm thấu vào trong tế bào và nó làm sạch từng tế bào. Và nếu như mà chúng ta ăn đủ 30-49 ngày hoặc là ăn 3 tháng thì tế bào của các bạn sẽ cực kỳ là sạch sẽ luôn. Mình thì mình thấy rằng là trời ơi, cái gì tốt thì mình làm thôi. Cứ tát tên những người thân của mình vào đây, mình thấy rằng là những cái giá trị này á, thì ai cũng cần phải biết mà. Nhiều khi là chúng ta chưa kịp áp dụng, nhưng mà những người mà chúng ta chia sẻ ra người thân ta áp dụng trước chúng ta là sao, đúng không?